Tiểu nữ Trê Hê Trơn xin bái kiến bệ hạ. Có vẻ như là Thế tử Điện Hạ của chúng ta đã hiểu chuyện hơn rồi. Sau khi chúng tôi chọn được ngày lành, sẽ lập tức cử hành hôn lễ. Đêm đầu tiên của hai người, ngươi định hợp cung như thế nào? Cô nương đáng thương đó sẽ phải ngủ cùng thế tử nhút nhát của chúng ta. Vậy nếu như đêm đó ta mang cô ấy đi thì sao? Đêm đó dự định sẽ mở yến tiệc, mong ngài dành thời gian tới tham dự. Vậy sao? Để ta suy nghĩ lại đã. Bọn họ đồng ý thành thân với nữ nhi của tiểu dân một cách ngoan ngoãn như vậy, thật sự rất đáng nghi ngờ. Nghe rõ đây tể tướng, ta đã cai quản biết bao đời vua tại nơi này rồi, ngươi phải biết điều đó chứ. Xin thứ lỗi cho tiểu nhân, thưa đại nhân. Đã mất công mở tiệc như vậy, không lý nào ta lại không đến. Đây là con gái của thần, mau hành lễ với bệ hạ đi. Tiểu nữ Trê Hê Trơn xin bái kiến bệ hạ. Con đã từng gặp Thế tử Phi ở đâu đó rồi, có đúng không? Khi Nhi Thần lên chùa để thỉnh an mẫu thân thì đã gặp nhau vài lần. Đó là con gái của tể tướng, không có điểm gì đáng nghi ngờ chứ. Ngược lại, con lại là người nhận được sự giúp đỡ. Cô ấy là người khác hoàn toàn với tể tướng. Con cũng đừng nên mất cảnh giác đó. Nếu để lỡ mất việc lớn trước mắt là không được đâu. 10 năm rồi, thưa đại nhân. Cuối cùng cô đã đạt được ước mơ trở thành thế tử phi của mình. Cô vui chứ? Mục đích ta giữ cô bên cạnh chỉ có một thôi. Kim Song Yeon, cô sẽ không quên chứ? Tuy tiểu nữ đã cử người đi nghe ngóng, nhưng vẫn chưa tìm ra nơi trú ẩn của hắn ta. Thật là vậy sao? Vậy thì có lẽ hắn đang ở Hành Danh Các rồi. Cô từng đến đó chưa? Theo tiểu nữ biết thì đó không phải là nơi tiểu thư khuê các có thể ra vào.